Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Sanji, anh ba của băng hải tặc mũ rơm trong bộ đồ Red Suit cho các bạn xem nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.